Ơi, xin chào tất cả các bạn nha. Chim thì cũng có những con nó rất là nhát, nó nhát cơ lắm các bạn, nó nhảy tới mức mà trập hết á. Đấy, có những con nó như vậy nha, chẳng hạn như con đây nè. Cái này thì do con chim thôi, nhưng mà mình vẫn thuần được nha các bạn, chứ không phải là không được nha. Tại vì nó ở ngoài rừng, chim của ở mình đây là nó ở trên núi cao đó, nó không biết người là gì vậy đó. Khi mình bẫy nó về thì nó gặp người là nó hoảng loạn, nó nhát ghê lắm, nó nhát tới mức mà khó có thể thuần nó được lắm các bạn. Nhưng mà bù lại là nó rất là hay đó. Thì nếu như những bạn nào mà chơi mồi ấy, thì những con nhát ấy, nó rất có lợi đó. Các bạn càng chơi được lâu không có sợ nó ghiền người đó. Nhưng mà ví dụ như nó nhát quá thì cũng không có được, nó sẽ nhảy thì lông lá nó sẽ xấu đi nghe. Điển hình như con đây. À, đây là một con thổ nha các bạn, mà bây giờ nó nhát rất là nhát nha. Đó, nó nhát nhiều lắm chứ không phải như đây đâu. Bây giờ mình sẽ đó chạy đi, thấy hết đi đó. Bây giờ mình sẽ tỉa lông nó cho nó đỡ bớt cái lực nhảy của nó sẽ con chim nó sẽ đỡ nhảy hơn nha. Con này bây giờ mình nói nó là nó như thế này thôi các bạn. Đó, nó nhảy như thế đó. Đây là cách trị chim nhát thôi. Trời ơi, nó nhảy. Bắt nó lại nha. Quá trời nha. Con này là con thổ pha, nó được bẫy giò, nó dính giò ở sâu chân này nè các bạn, nó sưng cái chân này chưa bớt này, không biết nó có hư hay không nữa. Trời ơi, chắc bớt rồi, nhảy gì mà nhát quá. Chùa đây. Đây, biểu hiện của sự nhát quá này. Thổ pha này thì ní giò rất là kinh điển, xong cái xuống gù quay quên hết, đấu dính luôn. Mà con này nhát thôi chứ cũng không có mấy con được như con này, cũng mấy con kia nó cũng hiền à. Con này sao nó nhát quá nghe, giờ nó nhát quá thì mình sẽ dọn cái lông nó cho nó bớt nhảy nha các bạn. Trời, nó gọn gàng, nó đỡ nhảy hơn nha. Chu trời ơi, nhảy mất. Nhảy ghê quá. Rồi, ok. Chìm bây giờ. Nó nhảy mà không cần thiết cái gì hết mà đừng có thở chưa. Đây là một con thổ pha nha các bạn, mà nó vậy đó. Cái chim rừng thì nó sẽ nhát nhiều hơn so với chim ở gần nhà, nhưng mà bù lại là những con rừng nó đấu đá ở ngoài rừng nhiều lắm. Những con chim đó nó lực chơi nó tốt lắm nha các bạn, nó sẽ tốt hơn những con mà ít đấu đá. Rồi bây giờ là cứ cái cánh rồi nó sẽ giảm bớt nhảy lại nha. Rồi các bạn treo ở gần gần người một tí đó, treo gần người một tí nó quen là bắt đầu nó đỡ nhảy lại nha. Như con này thì nó nhát quá như thế này là nó khó trị đấy, nó lâu hơn những con bình thường đó các bạn.
Nhưng mà nếu mà nhát các bạn thì cũng tốt chứ không có sao đâu nha, có nhiều bạn không biết đấy. Nhát quá thì mình nuôi nó đỡ dơ ghiền người nha các bạn. Mình có nhập cò thái và ngũ cốc nha các bạn, kèm với một số thuốc trị bệnh cù gáy nữa. Thì các bạn nào cần thêm để về chăm sóc chim cũng như để nuôi chim cho nó nhanh căng lửa lên thì liên hệ mình, thì để mình ship cho luôn nha các bạn. Mình cũng mới nhập về cái đây. Thì cái này là ngũ cốc nha các bạn, nó một cục nó như thế này là 1 kg, 1 kg đã được hút chân không đồ bài bản hết rồi các bạn. Đấy, một cục như thế này 1 kg nha các bạn, đúng 1 kg nha, không có dư cũng không có thiếu nha. Cái này là ngũ cốc này đó, rồi cái này là cỏ thái nha các bạn, banh ra thì nó sẽ rất là đẹp, còn để trong cái bì hút như thế này nó nhìn như thế này thôi chứ banh ra nó rất là đẹp nha các bạn. Thì hiện tại mình cũng đang cho ăn cỏ thái như thế này nha các bạn, chim của mình toàn bộ ăn cỏ thái hết. Thì bạn nào có ưng thì liên hệ mình luôn nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn luôn nha.